Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, trước mặt các bác đây đang là những đôi loa JBL ST200 mặt cười. Vâng, đây là những cái dòng chép mà nó không những mang cái ý nghĩa không những mang những cái ý nghĩa cho chúng ta chơi âm thanh, mang những cái ý nghĩa cho chúng ta trưng bày, mà những cái đôi loa siêu chép này nó còn mang một cái ý nghĩa phong thủy nữa các bác nhé. Đấy, tức là những ai mà sở hữu những cái đôi loa siêu chép này thì người đó sẽ luôn luôn tươi cười, luôn luôn hạnh phúc các bác nhé. Và những gia đình nào sử dụng thì cũng vậy. Đấy, cho nên là những cái đôi loa siêu chép này nó chính là những cái đôi loa siêu chép phong thủy. Đấy, vừa phong thủy mà các bác nghe nhạc cũng rất là hay. Đấy, hỗ trợ những cái lời ca tiếng hát, những cái giải cao cho quý vị và các bác. Nó có thể ghép với những cái đôi loa mà bát 40 trở xuống các bác nhé. Đấy, bát full 40 trở xuống, nó đánh rất là hay. Và đôi này thì trở kháng của nó là 8 ohm và công suất của nó là 400W. Hôm nay thì bên em về được 5 đôi các bác nhé. Lô này về được có 5 đôi thôi. Mà vừa về đến nhà thì có cái bác ở Hà Nội, ba cây đã qua, ba cây đã lấy một đôi rồi. Thì bây giờ chỉ còn lại 4 đôi thôi, để cho 4 bác nào mà nhanh tay nhất. Vâng, và như quý vị và các bác cũng có thể thấy là cái đôi loa này đấy, rất là đẹp phải không ạ? Cái mặt của nó đây, cái mặt của nó khi mà có ánh điện vào, cái mặt của nó rất là chất luôn. Đấy, được chạy CNC, cái chỗ này là nó chạy vòng đấy, hình cầu vòng, hình vòng tròn nhé, rất là đẹp luôn, rất là chất. Vâng, và cũng em cũng xin báo giá luôn, đó là đôi loa siêu chép này nó có giá là 2.500.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Đấy, những cái bác nào mà lấy hàng bên em mà chưa có dây loa thì báo cho bên em nhé, bên em sẽ tặng kèm dây loa cho quý vị và các bác luôn. Vâng, những cái dàn âm thanh mà nó bị thiếu chép thiếu chép và hay bị chết chép thì những cái đôi loa siêu chép này nó là siêu chép rời, và các bác gắn ở bên ngoài, chứ các bác cũng không cần là phải tháo thùng loa ra và gắn ở bên trong ra đâu. Đấy, các bác đánh trực tiếp từ cục đẩy công suất, hoặc là đánh từ âm ly ra. Đấy, và các bác cứ đánh thẳng trực tiếp ra. Như hiện tại bây giờ thì em cũng đang đánh qua cục đẩy công suất, và em đánh song song với lại loa các bác nhé. Em đang đánh song song với lại loa, vì cục đẩy của em hiện tại bây giờ em đang xài cái cục đẩy 2 kênh, cho nên là em cũng có thể em đánh song song ra với lại loa như thế này. Và bây giờ thì em xin kính mời các bác cùng test, cùng em test lại cái chất âm của nó, cùng thưởng thức lại cái chất âm của cái đôi loa là JBL ST200 mặt cười này các bác nhé. Đấy, xin kính mời các bác.
của nó rất là tí tách phải không các bác? Đấy, tiếng nó rất là trong trẻo. Và bây giờ em sẽ rút dây của những cái đôi loa siêu chép này ra để cho quý vị và các bác cùng nghe và cùng cảm nhận luôn nhé. Cái chất âm và cái âm thanh nó bây giờ nó cho ra nó rất là khác biệt, có phải không quý vị và các bác? Các bác có cảm nhận thấy không ạ? Liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình hoặc các bác cũng có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái video và những cái sản phẩm, những cái thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.